Cảm ơn các bạn đã đến với video thứ 110 kênh nấu nướng cùng KTK. Các bạn có bao giờ nghe đến món bánh xốp trứng đường phủ kem trái cây chưa các bạn? Hay nó còn có một cái tên gọi rất là đáng yêu khác, đó là Pavlova. Đây là tên của một nữ vũ công múa ba lê người Nga, nhưng rất yêu thích món bánh này. Và thế là cái tên Pavlova được gắn liền với món bánh này luôn. Và đặc trưng của món bánh này chính là cái lõi trứng đường rất là mềm xốp. Các bạn thử một miếng thì cái lớp trứng đường nó sẽ tan vào trong miệng, hòa cùng với cái lớp kem tươi rất là béo, với cái vị chua ngọt của dâu tươi và mùi thơm của lá bạc hà, tạo nên một cái món tráng miệng vô cùng xuất sắc luôn các bạn. Và cũng không hề khó chút nào để làm cái món bánh này, nên hôm nay KTK sẽ chia sẻ với các bạn và mong là các bạn sẽ cùng trải nghiệm với KTK món này nhé các bạn. Để bắt đầu cho món Pavlova, trước tiên các bạn sẽ đánh dấu trên giấy nướng một đường tròn có đường kính là 25cm và sau đó là một đường tròn nhỏ hơn có đường kính là 11cm. Với cái cách đánh dấu như thế này thì tí nữa các bạn sẽ tạo hình bánh sẽ đều và đẹp. Và chúng ta chuẩn bị 7 lòng trắng trứng lớn, các bạn cho vào máy đánh trứng và đánh ở tốc độ vừa. Các bạn đánh như thế trong khoảng 5 phút cho đến khi mà cái bọt trứng bắt đầu nó bong lên và các bạn thấy là cái bọt nó cứng. Khi mà chúng ta nhấc cái que đánh lên thì cái bọt nó rất là chắc và nó không có bị rớt xuống là đạt đó các bạn. Tiếp theo các bạn cho vào 400g đường cát trắng và các bạn cho từ từ từng lượng ít vào, chứ mình không cho hết 400g cùng một lúc các bạn nha. Và chúng ta đánh ở tốc độ cao. Các bạn tiếp tục đánh ở tốc độ cao cho đến khi mình cho hết lượng đường vào và các bạn đánh cho đến khi đường hòa vào trong cái bọt trứng. Và chúng ta thử bằng cách là nhấc que đánh lên một lần nữa và lúc này các bạn thấy là cái bọt trứng nó tạo thành một cái chớp nhọn nhưng mà không hề bị rớt xuống ha, rất là chắc. Và lúc này các bạn sẽ cho vào một muỗng cà phê tinh chất vani, 15g bột bắp, 15g bột bắp thôi các bạn nha. Và chúng ta vẫn tiếp tục đánh ở tốc độ cao. Và một thành phần rất đặc biệt đó là 10g giấm trắng được chưng cất. Và các bạn có thể thay thế giấm trắng bằng nước cốt chanh cũng được. Tiếp tục chúng ta đánh ở tốc độ cao cho đến khi tất cả các thành phần hòa quyện vào với nhau. Và một lần nữa các bạn thử bằng cách nhấc que đánh lên thì các bạn thấy là cái bọt trứng nó vẫn rất là chắc, rất là đứng, không có bị rơi xuống thì đã đạt đó các bạn. Giờ thì mình sẽ cho toàn bộ cái phần bọt trứng vào trong một cái bịch zip to, vì cái lượng kem trứng mình cần rất là nhiều cho nên các bạn cho vào bọc zip to ha. Và chúng ta cột chặt lại, rồi các bạn sẽ cắt ở cái góc bọc một cái hình tam giác tương đối là to và chúng ta cho toàn bộ cái phần khí ở trong cái bịch kem nó thoát ra ngoài. Bắt đầu chúng ta tạo hình và các bạn thấy là mình sẽ tạo thành những cái hình xoắn ốc với cái đường kính của cái vòng tròn mà mình đã tạo lúc nãy. Thì với cái đường kính như thế các bạn sẽ có thể tạo được 7 cái vòng tròn hình xoắn ốc. Và chúng ta dùng cái lưng của cái muỗng để các bạn tạo nên những cái lõm nhẹ ở trên mặt của các cái vòng tròn hình xoắn ốc. Rồi và chúng ta chuẩn bị lò nướng trước 15 phút ở nhiệt độ 140 độ C. Các bạn nướng bánh ở rãnh giữa 140 độ C trong vòng 1 tiếng đồng hồ và 15 phút. 1 tiếng 15 phút khá lâu các bạn nha. Và đặc biệt là khi xong 1 giờ 15 phút các bạn sẽ để bánh nguội ở trong lò nướng luôn, mình không mở lò. Và cái để cho bánh nguội thì mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. Trong lúc chờ bánh nguội thì chúng ta sẽ làm cái phần kem để phết lên. Các bạn cho 360 g whipping cream và 60 g đường bột vào trong máy đánh và chúng ta sẽ đánh ở tốc độ cao. Các bạn cho một muỗng cà phê vani và chúng ta tiếp tục đánh. Lúc đầu thì cái whipping cream nó có vẻ là hơi văng ra bên ngoài các bạn nha, nên các bạn cẩn thận. Rồi chúng ta đánh cho đến khi mà các bạn thấy là cái phần kem nó tơi xốp và nó cũng rất là chắc, không có bị rớt xuống thì là đạt các bạn ha. Rồi và sau khi các bạn để cho bánh nguội hoàn toàn ở trong lò nướng thì chúng ta sẽ mang bánh ra và các bạn thấy là bánh rất là xốp. Nếu mà các bạn gõ lên trên bánh tạo nên những cái âm thanh rỗng và bánh rất là xốp luôn các bạn, nhưng mà cái lớp ngoài thì rất là chắc
cứng. Và các bạn không có tháo bánh ra khỏi cái giấy nướng, mà chúng ta sẽ cắt cái giấy nướng cho nó vừa với cái đĩa là được. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ cho phần whipping cream chúng ta đã chuẩn bị lên phía trên. Và các bạn sẽ làm cho cái kem nó đều ở trên cái mặt bánh. Và bây giờ thì các bạn chỉ cần trang trí với dâu lên trên mặt bánh. Tiếp theo nữa là chúng ta có thể rắc lựu và hạt lựu. Và tiếp tục là những cái lá bạc hà lên trên mặt bánh. Bây giờ thì bánh trông rất là hấp dẫn, rất là đẹp luôn đúng không các bạn? Màu sắc rất là nổi bật luôn. Nhìn là thấy thèm ngay, các bạn sẽ muốn thử ngay. Và cái vị bánh rất là đặc biệt luôn các bạn ơi. Và mềm xốp tan ở trong miệng khi các bạn thử một miếng, hòa với vị dâu chua chua ngọt ngọt và lá bạc hà thơm, tạo nên một cái món tráng miệng vô cùng xuất sắc. Nếu thích các bạn có thể cho một ít đường bột lên trên mặt bánh để làm cho bánh càng thêm hấp dẫn. Hy vọng là hôm nay KTK đem đến cho các bạn một cái video hữu ích nữa. Và món pavlova thực sự rất là đáng yêu và rất dễ làm. Đây là cái phần còn lại của cái phần trứng đường mà KTK còn dư lại. Các bạn có thể làm một mẻ thứ hai với các cái mini pavlova. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi.